Một sự kiện hy hữu đã xảy ra trong trận đại chiến với kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. Đại kiện tướng Rasmus đã không kịp nhìn ra nước chiếu hết cực kỳ đơn giản này, nên chạy xe sang F8 cố gắng tránh giao chiến. Trắng lao xe xuống D7 chiếm lĩnh hàng ngang số 7, nên tiến xe lên C4, mon men định phản công lại. Trắng lập tức lên xe D4 chặn đứng ý đồ này, nên đổi xe sang D4, trắng ăn xe về D4, nên lùi tượng về C5 tấn công xe. Trắng lại thọc xe xuống D7 rình rập, nên đẩy tốt B6 tránh khỏi bị bắt. Thế nhưng nên đã không ý thức được sự nguy hiểm và trắng nhanh chóng đẩy tốt E6 tấn công vào điểm yếu F7, đồng thời lại đe dọa đẩy tốt E7, E8 phong hậu. Thấy nguy nên vội vã ăn tốt lên E6, tiêu diệt quân tốt nguy hiểm. Không chậm trễ, trắng lao hậu xuống H7 chiếu. Theo bản năng, nên hậu vào H7. Chỉ chờ có thế, trắng ăn xe H7 chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đen.